Chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Của cải trên trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Chúa thích bài đọc: đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất. Trong nhiều thế kỷ, phần đông người ta không có dự trữ cá nhân. Khi gặp khó khăn, họ được gia đình hoặc bộ lạc gánh vác. Ngày nay mỗi người phải lo tự lực tự cường. Có thể như vậy là tốt hơn, nhưng làm sao thoát được nỗi ám ảnh về tương lai mà mình phải bảo đảm? Một lần nữa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa Cha. Nếu chúng ta gánh vác công việc của Chúa, thì Chúa sẽ gánh vác công việc của chúng ta. Lòng anh cũng ở đó. Theo văn hóa Do Thái cũng như Á Đông, cái tâm, cái lòng là khu vực của những phán đoán và quyết định. Không phải tôi là chủ sở hữu các kho tàng, mà các kho tàng lại là chủ sở hữu tôi và dần dần áp đặt cho tôi nếp sống này hay nếp sống kia. Lòng anh ở đó. Chính điểm xác tín này thôi thúc một số người tìm cách sống nghèo khó theo Tin Mừng. Họ chủ tâm siêu thoát tối đa đối với mọi sự để nhắm tới hành động và yêu thương. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hành động vô vị lợi, đồng thời Ngài muốn chúng ta cảnh giác, không để tình cảm trói buộc mình, không để lòng ham muốn vật chất hoặc ý thức hệ nào làm cho mình vướng víu. Ra tay làm việc, nhưng không bao giờ bám víu thành quả lao động của mình.